Xin chào quý bà con đang theo dõi video này của em. Ở video hôm nay bà con hãy cùng em đi khám phá về sản phẩm Jabaon 770WB, giải pháp đặc trị hiệu quả cho các bệnh xương mai, nấm hồng, rong rêu và tảo đỏ trên nhiều đối tượng cây trồng khác nhau. Jabaon 770WB là một sản phẩm đặc trị bệnh độc đáo với hoạt chất chính là copper hydroxide, được chế tạo với công nghệ tiên tiến nhất hiện nay. Đây là một dạng thuốc gốc đồng, bột mịn, tan nhanh, không lo bị nghẹt bét khi xịt. Thuốc lan chạy đều và bám dính tốt trên bề mặt cây trồng, giúp tiếp xúc nhiều hơn vào nguồn bệnh, làm giảm rõ rệt khả năng lây lan bệnh. Có sự khác biệt rất lớn so với những loại thuốc gốc đồng khác trên thị trường. Do đó, thuốc không chỉ chặn đứng sự phát triển của các loại nấm bệnh và vi khuẩn gây hại, mà còn giúp tăng cường sức đề kháng cho cây trồng, ổn định sản lượng cho bà con. Để đạt được hiệu quả tối đa đó, quý bà con có thể sử dụng Jabaon 770WB với liều lượng phù hợp. Pha 25g thuốc cho mỗi bình 25 lít nước, hoặc pha một gói 500g cho hai vi 300 đến 400 lít nước, phun khi tỷ lệ bệnh từ 4 đến 5%, sau đó phun lặp lại sau 7 ngày. Bà con có thể phun lên lá, túi gốc hoặc là quét thân đều được, nên phun thuốc vào sáng sớm hoặc chiều mát là tốt nhất cho cây trồng. Với Jabaon 770WB, chuyên gia bảo vệ và nâng cao chất lượng cây trồng của bà con. Bà con hãy nhanh tay đặt hàng hoặc để lại số điện thoại phía dưới phần bình luận, sẽ có đội ngũ kỹ sư Dr. Len hỗ trợ tư vấn chi tiết cho mình ạ. Chúc bà con có một vụ mùa thành công. Xin chào và hẹn gặp lại bà con ở video tiếp theo.